Do khối không khí lạnh tăng cường yếu, Bắc Bộ trời tiếp tục nhiều mây, nhưng hầu như không mưa. Trời vẫn rét sâu về đêm và sáng sớm, với nhiệt độ ở khoảng từ 12 cho đến 15 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Ban ngày nhiệt độ cũng chỉ dao động từ 17 cho đến 20 độ. Riêng phía Tây Bắc Bộ hứng nắng nhẹ nên nhiệt độ có thể tăng lên ở ngưỡng từ 22 cho đến 23 độ. Lui xuống khu vực miền Trung, trong đêm nay và ngày mai, mưa rào còn xảy ra về đêm và sáng, tập trung ở các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Phú Yên. Dự báo đợt mưa này có thể kéo dài đến hết ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 1. Người dân cần cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Nếu như các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái trời rét hoặc lạnh, thì các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên mức từ 26 cho đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên trong đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời có mây thay đổi và xuất hiện nắng nhẹ. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều dao động trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Còn các tỉnh thành Nam Bộ đêm nay và chiều tối mai cũng có mưa rào cục bộ ở vùng ven biển. Về đêm và sáng sớm trời mát mẻ, còn ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Trên biển, thời tiết vẫn diễn biến không thuận lợi. Khu vực Bắc giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau đều có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét. Ngoài ra, mưa rào và dông tiếp tục xảy ra tại khu vực Nam Biển Đông kèm theo khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh đi kèm. Tàu thuyền lưu thông cần hết sức lưu ý. Phần cuối bản tin ngày hôm nay như thường lệ sẽ là thông tin thời tiết tại một số thành phố du lịch trên cả nước. Đêm nay và ngày mai, ngày cuối cùng của năm 2021, thời tiết tỉnh Quảng Ninh chưa có nhiều thay đổi so với những ngày qua. Do khối không khí lạnh tiếp tục được bổ sung thêm, trời vẫn duy trì trạng thái rét. Tại khu vực miền Đông, trời phổ biến nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hứng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất là 18 độ và thấp nhất là 14 độ. Đó cũng là kiểu thời tiết cơ bản ở các địa phương miền Tây và thành phố Hạ Long. Song nền nhiệt tại đây lại nhỉnh hơn một chút so với khu vực miền Đông, duy trì trong khoảng từ 15 cho đến 19 độ tại các địa phương Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên và từ 15 cho đến 18 độ tại khu vực thành phố Hạ Long. Còn đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, tiết trời cơ bản cũng là nhiều mây, có nắng vào trưa chiều, trời rét với nhiệt độ dao động từ 14 cho đến 17 độ. Tình trạng biển bình thường, tầm nhìn xa thoáng nên không gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải và khai thác ngư trường.